Ai cũng biết là sữa rửa mặt Simple là dùng để rửa sạch mặt rồi. Nhưng liệu sữa rửa mặt Simple có làm trắng da không? Trong video này, Shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình sẽ nói rõ hơn về những công dụng khác của sữa rửa mặt Simple, đặc biệt là công dụng làm trắng da có thật sự tốt như lời đồn không nhé. Bên mình là Shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của Shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, Shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Thường thì nhắc đến sữa rửa mặt chúng ta chỉ nghĩ đến sữa rửa mặt dùng để làm sạch da mặt, chứ không ai nghĩ đến dưỡng trắng da hay ngăn ngừa mụn. Nên khi nhắc đến một loại sữa rửa mặt thì nhiều người sẽ không nghĩ ngay đến sữa rửa mặt có khả năng làm trắng da. Cũng như nhiều loại sữa rửa mặt khác thì sữa rửa mặt Simple cũng có khả năng dưỡng làm trắng da nhé. Công dụng của nó ngoài làm sạch da, tẩy tế bào chết, nó còn làm trắng da và ngăn ngừa mụn, trị mụn nữa. Khi dùng sữa rửa mặt Simple để rửa mặt trong khoảng hơn 1 tuần là bạn có thể thấy được da của bạn trở nên sáng mịn và sạch mụn nữa. Tuy nhiên thì sữa rửa mặt nào nó cũng chỉ dưỡng trắng da đến một mức độ nào đó thôi, nên nếu bạn muốn da trắng nhanh hơn, đẹp hơn nữa thì bạn cũng nên dùng thêm các kem dưỡng chăm sóc da khác để da đẹp hoàn hảo hơn. Bạn cũng không nên quá lạm dụng hoặc muốn trắng nhanh mà rửa sữa rửa mặt Simple này quá nhiều lần trong ngày. Một ngày rửa 2-3 lần là được rồi. Sữa rửa mặt Simple hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Simple hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.